đây đây, anh đang làm gì đấy? Bấm răng đây, cái tay không bắt giặc đây này. Thế nhưng có thả ra không hay là con tải mang về thịt à? Thịt à, nó nâng lên. Xin thân mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay anh em chúng tôi đang lạc vào giữa một cái rừng hoa đầy thơ mộng. Rừng hoa này không phải là hoa hồng, hoa huệ, hoa cúc, hoa mai, mà là một cái rừng hoa cỏ dại. Cây cỏ này là cây cỏ xấu hổ các bạn ạ. Công việc ngày hôm nay của máy xúc đó chính là đi dọn dẹp và loại bỏ những cái cây hoa này. Phía trước trong màn nhỏ của các bạn đây là một cái sân vận động của một thôn. Sân này thì đã trải qua rất là lâu rồi không được sử dụng tới, nên là cỏ ở đây nó mọc gần như là cao quá đầu người rồi ạ. Như các bạn cũng biết rồi, cái loại xấu hổ này ấy, một khi mà nó đã sinh sôi và phát triển thì nó mọc rất là nhanh. Chỉ cần bẵng đi khoảng đôi ba tháng thôi thì nó có thể lan ra toàn bộ cái sân này và nó rất là nhanh cao. Thì bên thôn họ đã thuê máy về để dọn dẹp toàn bộ những cái phần cỏ dại này cho nó sạch sẽ đi, để sau này có thể để cho trẻ con họ ra đây đá bóng hoặc là làm một cái sân tập thể dục của bạn. Đây, những cây xấu hổ cao quá đầu người, có những cây cao phải 1m6 m7, còn có những cây thì chỉ khoảng 1 m. Đan xen với đó là những cái hàng cỏ dại khác. Nếu như với một cái số lượng rộng như này cộng với sức người để dọn được cái loại cây này thì rất là khó các bạn nhé. Vì cái loại xấu hổ này nó theo từng lớp và từng dây, rất là khó dọn bằng tay. Một con máy đứng ở giữa một cái rừng cỏ cảm thấy rất là nhỏ bé. Giá mà loại hoa này là những loại hoa hồng, hoa cúc, hoa mai thì ở đây thì lại là một cái rừng hoa để người ta check in và chụp ảnh rồi. Thông thường tầm những cái tháng này thì máy sẽ đi dọn cỏ, dọn mương và đi làm thủy lợi là nhiều hơn so với những công việc phá nhà và đào móng. Vì tầm này mà có đào móng thì xây nhà cũng không kịp. Có nhiều nhà người ta xây nhà theo kiểu 2 năm ấy thì người ta mới làm thôi. Còn hầu như tầm này thì họa may có những cái việc như là đi phá giữa nhà thôi để chuẩn bị cho sang năm lại. Nhưng mà phá tầm này sớm quá thì người ta sẽ không có nhà ở, đến tận sang năm mới xây. Thì máy xúc tầm này thì chỉ đi làm những công việc dọn dẹp hoặc đi làm những công việc lung tung thôi. Cái khu sân vận động này cũng được bỏ hoang khá là lâu rồi. Bây giờ thanh niên đá bóng, trẻ con đá bóng nó cũng kén chọn sân lắm. Chứ không phải là cứ có một cái mặt bằng rộng rồi thoáng nó cũng đá đâu. Sân mà phải đẹp, rồi sân nó phải phẳng nó mới đá cơ. Đấy, nhiều khi là những cái sân mà nó có ổ gà nhiều hay nhiều đá thì chắc chắn là nó không đá bóng rồi. Vì đá xuống không những đá không được mà còn bay cả móng chân luôn. Đấy, cạo đầu sốt sệt đây. Dày và nó bâm sâu đất quá nên là cũng không thể dùng ben ủi được.
bắt buộc phải sử dụng cái gầu để cả. Cái cỏ số hổ này khi mà được dọn xong thì sẽ chất thành nhiều đống các bạn nhé. Cỏ này thì cũng không trung chuyển đi đâu cả, mà sẽ chất thành những cái đống cao, một vài đống. Sau đó chờ hôm nào trời nó khô, bắt đầu là tiến hành nó đốt. Vì trông thì nó rất là nhiều và rộng, nhưng khi mà phơi khô đi thì nó cũng chỉ thành những cái đống bé thôi. Những cái đống này thì có thể mình đốt được. Dọn cỏ phát hoang ở những cái vùng đất mới ấy, thì nó sẽ có rất là nhiều thứ ở bên dưới. Nhưng mà dọn cỏ phát hoang ở những cái vùng đất bỏ hoang lâu như thế này rồi thì chỉ có chuột thôi. Sống là những cái cây mà không trồng thì nó lên rất là nhanh, nhưng mà ngược lại những cái cây trồng thì không được chăm bón cẩn thận thì rất là lâu lên. Đây như thế này. Bây giờ những con máy bãi mới mua như là dòng 55 xích hoặc dòng 55 lốp, nó có thêm những cái kẹp gỗ ở trên cái đầu cần này các bạn ạ. Đấy, những cái lúc này mới là cần sử dụng đến nó. Đấy, với một cái gầu bằng to như này nhá, nếu mà các bạn cào và các bạn muốn xúc thì các bạn phải để sát đầu ven, các bạn kéo vào rồi các bạn múc nó mới đầy được. Nhưng có cái kẹp kia ấy, thì khi mà chất rác thành một đống cao to rồi, bất cứ ở vị trí nào và bất kể ở đâu, cao thấp, thì chỉ cần thò gầu vào kẹp một phát là được. Wow wow, bắt được cái gì đấy? Ôi trời ơi, đấy anh quay ra này, anh này. Wow, ông này, đây 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 đây, đây là ông anh của tôi.
anh của tôi là ầy, một bí ẩn bất ngờ. Đây đây, anh đứng vào đây. Đứng vào đây cho khán giả cùng xem cái máy nào. Đó, từ từ đã nha. Đó, từ từ đứng vậy nha. Đó, đó. Ấy, đây đây là anh đang làm gì đấy? Bấm răng đây. Tay không bắt giặc đây này. Chứ như có thả ra không hay là có tải mang về. Thịt à? Thịt. À nó nâng lên nào. Ô, trời ơi. Đấy các bạn này, đấy như mình bảo rồi, những cái vùng đất mà mới ấy, hoang ấy thì mới có những cái thú vật hay, còn cái loại này chỉ có chuột thôi. Trời ơi, sáng giờ. Không chờ mày sáng giờ về tối thịt à? Thịt à? Tối nay lại có món lòng xào dưa rồi. Đâu. Chuột chiên tỏi. Chuột chiên tỏi. Đấy à. Đấy, cố gắng là trong ngày hôm nay là anh của tôi kiếm tầm một bì này mang về được rồi. Đấy. Cái những cái loại này bắt ở ngoài đồng này ấy, nó mới gọi là chất lượng. Nó không bị ăn những cái bẩn của cống rãnh. Đấy. Thế rồi lại chiều nay có món khai xưa rồi. Đuổi theo con gì không ngờ đuổi nhanh thế, một phát vô được một em. Bây giờ thì bác lái chúng ta đây tiếp tục cái công việc là dọn cái cỏ này để tiến hành là tìm những cái em chuột vừa xong. Video mình hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây.